Xin chào các bạn, hôm nay được ra vườn mừng quá các bạn. Cả 2-3 tuần nay thì lạnh ngắt luôn, tự nhiên có một ngày hôm nay nắng ấm thì bây giờ mình sẽ ra vườn nha. Đó, nếu mà trời lạnh thì mình cũng phải ra vườn trồng củ cải trắng nha các bạn. Củ cải trắng cái bịch nó như thế này nè. Đó. Đây, mình gieo lúc giữa tháng 8 đó. Bây giờ là tháng 11 rồi, cũng mấy tháng rồi ha. Cho tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Gần 3 tháng rồi nè, củ cải như thế này mình gieo bằng hạt, bây giờ nó lên cây, nó lên ngoài vườn, bây giờ mình bấn ra mình trồng ha. Bây giờ các bạn theo dõi mình trồng củ cải trắng như thế nào. Bây giờ các bạn đi theo mình để mình dọn dẹp vườn đó các bạn ơi. Bây giờ đeo bao tay vô dọn sạch những cái cây cà chua chỗ này nha, rồi mình sẽ trồng củ cải trắng cho các bạn xem. Hôm nay vui quá, ra vườn được là vui rồi. Đó. Giờ mình nhổ các bụi cà chua lên ha. Mình sẽ nhổ mấy cái bụi cà chua này lên. Mấy bụi cà chua này bây giờ hết mùa rồi. Năm nào nhổ sớm sớm một tí, lá cà chua nó còn xanh đó, mình còn cho thỏ ăn, còn bây giờ không biết thỏ có ăn không nữa. Thì cắt qua một bên, nó khô, nó lạnh quá, nó khô các bạn ơi, khô rang luôn nè, vẫn còn trái nè. Đó, những cái thùng cà chua này á, lúc đó mình trộn phân vô rất là nhiều ở dưới đáy thùng đó các bạn, để mình làm cho nó hoai mục đó, để mùa đông mình trộn lên trên mình trồng cà rốt hay trồng tỏi hay trồng củ cải gì đó, những cái rau cải mà nó sống được mùa đông đó. Đó, giờ nhổ hết lên. Đất rất là tốt nha, tơi tốt. Để một phần ra xếp qua bên gãy luôn. Cho nó rời rời ra chút xíu. Vẫn còn trái nè các bạn. Thái dồn hết lại một chỗ chút xíu rồi cho thỏ ăn nha. Đó, cái rổ bự này bỏ vô. Wow, vậy mà có cây đậu Hà Lan còn sống nè các bạn. Đó, lạnh ngắt kìa mà đậu Hà Lan còn trái nè. Bây giờ mình sẽ nhổ. Nặng dữ ha, nặng quá các bạn ơi. Các bạn ơi, phụ mình tay nhổ cây cà chua này lên với. Lúc trồng thì mong cho nó mau lớn. Bây giờ hết mùa rồi phải nhổ rễ thôi. Mình lắc lắc cho cái bụi này nó lỏng lỏng chút xíu đi các bạn. Mình nhổ mấy cái vòng sắt này lên mấy cái cây này nữa. Bụi cà chua mà nó chắc ghê các bạn. Nhổ lên. Wow, chắc lắm. Đó, mùa hè thì trồng cho mau lớn, còn mùa thu mùa đông tới thì phải nhổ. Thế tội nghiệp không, có trái đậu nè, hái luôn tí cho em thỏ ăn. Đó, nguyên cái bụi đậu Hà Lan này bữa hôm mình nhổ hết mấy bụi cho thỏ rồi đó, bây giờ vẫn còn này, còn cả trái luôn này các bạn. Đó, các bạn thấy không, trái nè, cho thỏ ăn. Dứt ra một cái nó đứt rồi, uổng ha. Đó, trồng trẻ đâu có được ăn đâu, lạnh quá rồi. Cái bí này thì lấy vô cho mấy con thỏ ăn, mấy con thỏ mừng lắm. Nhổ có nội không? Đó, được cái bí. Thỏ ba con sớm lại ăn chút xíu là xong đó các bạn. Hello thỏ. Rồi ăn đi, ăn đi. Mấy thỏ chồm ăn bông bí này. Đó, lá bí già, lá bí non gì cũng ăn hết, thấy không? Thỏ mẹ này ăn cả lá bí khô. Thấy thương không các bạn? Hôm nay tự nhiên có ngày trời ấm áp, ra vườn các bạn trồng củ cải. Đó, tí nữa mình trồng củ cải cho các bạn xem nha. Đó, vẫn còn bông bí đàng hoàng.
còn nhỏ con mà cũng ráng chồm lên này. Đó 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 đó. Ráng chồm lên đây. Hỏi mẹ ăn không? Hết con này đến con kia chồm lên. Để dày quay cho các bạn xem đó. Bỏ vô trong này núp luôn trong nó không lên đây. Thấy thương chưa? Rồi bỏ vô nha. Bỏ hết không? Wow. Tha hồ ăn nha. Đó, các bạn thấy không? Chuột lan rồi thỏ này. Thỏ đen nè, thỏ đen xích qua bên, thỏ đen. Xích qua. Xích qua bên. Nhà giòn rụm luôn ha. Mùa đông là có rau ăn là quý rồi các bạn. Đó. Lá khô. Lạnh quá nó khô nè các bạn. Nó giòn như vậy mà thỏ nó cũng ăn hết. Rồi ăn đi ha. Nè. Thôi. Cho thỏ đậu, cây đậu thỏ khoái lắm. Tha hồ ăn nha. Ra vườn là men thỏ này khoái lắm các bạn ơi. Đó, hái một mớ trái cây cho thỏ nè. Khi khác mình nhặt sau nha. Bây giờ phải trồng mấy cái củ cải xuống. Đó, lúc mùa hè mình trồng cây đó, mình lo mình tranh thủ mình bỏ một lớp thức ăn rau quả ở dưới thùng này rồi các bạn, ở dưới đáy thùng á. Bây giờ chỉ trộn lên rồi trồng thôi, nó đã hoi mục rồi. Để mình chuẩn bị mình trồng cho mùa đông thì mình để sẵn phân ở dưới đáy thùng á các bạn. Wow. Đó. Còn mớ cà chua nè. Thấy không? Các bạn, cà chua vẫn còn nè. Hái cho thỏ ăn nha. Các bạn ơi, mình đi dọn dẹp cà chua mà mình thấy cà chua chín vẫn còn nè. Hái nha. Wow, đã chưa? Nè các bạn. Dọn dẹp cà chua. Thấy cà chua chín nè, mót luôn ha. Đó, nó rổ đây. Chua này ăn sống hết sảy ha. Kho cá cũng ngon nữa. Đó. Kho cá nó cái vị nó thanh thanh ngon lắm các bạn. Nó ngon hơn cả cà chua bự đó. Có bao nhiêu trái thì mình cứ thu hết đi. Đó. Dọn vườn cũng có lợi ha. Nhổ ra thì mới thấy cà chua đi chứ. Đây. Còn mấy cái cây này là cây gì? Biết hồi đó mình gieo cái giống gì đây, hay là củ cải mình cũng không biết nữa. Trồng đại đi ha, thấy nó mọc lên không biết cây gì nữa các bạn. Đó, vừa gì đã rớt rồi. Rồi trái quá chừng nè. Wow, mấy trái này nè, mấy thỏ thích lắm.
lần quần hái cũng được nửa rổ đó các bạn. Tốt cũng không? Nên mình không ăn thì mình cho thỏ ăn. Thỏ nó khoái lắm á. Hai trái này. Wow, mới có chút xíu thôi. Được 1/4 rổ rồi nè các bạn. Để dành cho thỏ ăn ha. Cây này rậm rạp quá ha. Nhiều quá, mình nhổ được mấy cây rồi đó. Cũng còn cả chùm ở đây nè. Cho anh thỏ ăn. Wow, đầy quá trường luôn ha. Mình nói đầy rổ mà sợ tràn rổ luôn á. Nhiều lắm. Tội nghiệp chưa? Cây nó khô rang khô rúm mà. Tha hồ thỏ ăn. Đó, các bạn thấy cây bông atiso chưa? Nó muốn cao bằng mình rồi nè. Mấy ngày này lạnh lẽo nó thích nè các bạn. Nó lớn quá chừng này ha. Ở trong này nó có con sâu nè. Bắp. Đó, các bạn thấy đất tốt không? Đất thốt soi đó mình mua là người ta đã trộn sẵn cỏ rồi, vỏ cây rồi, nói chung là vỏ cây cối nhiều lắm. Rồi đất người ta trộn, người ta ủ mục rồi người ta mới bán cho mình. Rồi mình về mình còn trộn thêm phân nữa. Cơm nước dư thừa rồi rau quả dư thừa mình trộn vô trong này. Mình trộn hơi nhiều đó các bạn. Mỗi lần mình trồng cà chua mình trộn nhiều á, chắc là 2 phần phân á. Thường là 2-3 đó các bạn. 2 phần phân, 3 phần đất á. Các bạn, nãy mình đã nhổ sạch những cây cà chua rồi. Bây giờ mình trộn thử 2 thùng này lên ha. 2 thùng này lên rồi mình trồng củ cải vô đây là xong. Đó, chắc mình trồng có bao nhiêu cây giống củ cải thì mình trồng hết. Bây giờ mình trộn đều lên các bạn. Ở dưới năm trước là mình bỏ mùa hè chứ. Mình bỏ rất là nhiều hoa quả cơm nước rồi ở dưới đáy thùng này nè. Đó, bây giờ wow, trộn lên ở dưới á, trùng không là trùng các bạn. Quá chừng trùng luôn. Trồng củ cải chắc tốt lắm đây. Rồi mình trồng á, mình ủ thêm cái nước rau quả mà nó bị úa rồi nó ra nước á các bạn. Mình tưới thêm vô cái củ cải nó bự lắm á. Ủ gốc rau rồi rau rác ở trong nhà bếp mình dư thừa hay là cỏ cũng được. Mình ủ cho nó chảy cái nước hư á. Mình tưới vô cái cây củ cải này rất là tốt. Không có phải dùng phân ha. Wow. Quá chân trùng. Sới ở dưới lên ở trên các bạn. Đất rất là tơi xốp. Đất rất là tơi xốp các bạn ơi. Mùa này mà được ra ngoài trồng cây là vui lắm á. Ở dưới nó còn cái rễ cà chua đó các bạn. Nó còn bám cái rễ cà chua nhiều lắm. Mình làm cho nó vụng ra hết để dễ trồng. Các bạn ơi, trùng nè các bạn thấy không? Đó, trùng nhiều lắm á. Bỏ vô đây cho nó tốt.
đều rồi các bạn ơi. Wow, xương này các bạn, xương đây, hai cục xương, xương của gà tắc kỳ á các bạn đó, xương bỏ vô đây nó đâu có tiêu đâu, mà lúc đó có thịt á, mình bỏ vô đây bây giờ nó tiêu thịt chỉ còn xương thôi. Từ dưới lên trên sắp hết rồi đó. Từ dưới. Đó. Hàng năm làm vậy đó các bạn. Lúc mùa hè đó mình trồng, mình lên tranh thủ mình lót một lớp thức ăn ở dưới. Giờ nó mục ra hết rồi. Trộn lên trên mình trồng nó tốt lắm á. Wow, có trùng nữa nè. Mấy cái rễ cây này mình lấy ra bớt đi. Rồi, vậy đã xong rồi đó các bạn. Trộn như vậy là đều rồi đó. Mấy con chuồng nó ăn thức ăn mình bỏ xuống dưới này nè, nó ra trùng quá chừng luôn, nhiều con mọc ú à. Đó các bạn, trộn xong rồi các bạn ơi, thùng thứ hai đã xong rồi. Bây giờ mình qua bên thùng bên kia mình nhổ cây giống củ cải trắng, mình qua đây mình trồng cho các bạn xem nha. Đó, chui vô đây, mình gieo hạt giống ở đây nè các bạn. Đó, củ cải trắng mà loại bự nha các bạn. Hồi nãy mình có rọi củ cải cho các bạn xem ở trong cái bịch rồi đó, mình gieo ở đây, gieo cũng lười biếng tưới các bạn. Gieo xong rồi để cho mưa tưới, chứ mình tưới thì cũng lớn lắm rồi, để cho ngày nào đó mưa thì mưa, còn cái thùng này nó giữ ẩm nước đó các bạn. Đó, bây giờ mình đào hết củ cải, mình bỏ ra cái mâm này ha. Đó, cái giống thôi chứ không phải là củ cải nha các bạn, cái giống thôi, giờ mình bứng ra để mình trồng đó. Wow, ngồi ké lên cái chậu các bạn, ngồi ké lên cái chậu của cây táo tàu. Táo tàu cũng chưa trồng nữa đây nè. Đó, các bạn trồng cây gì mình trồng như vậy đó, mình bỏ cơm nước nè, rau quả dư thừa, thịt cá mình cũng bỏ vô đây nữa, nhưng mà đừng có làm cho nó quá mặn là được các bạn, đừng có cho mặn là được, cái nào mặn thì mình rửa bớt đi. Đó, quá chừng ha, nguyên cả bụi luôn nè. Đó, trồng này quá chừng cái giống. Ý bữa tới mùa xuân không biết nhổ củ cải như thế nào ha. Ý bữa tới mùa xuân nô, cái này không biết trồng tới tháng mấy mới củ cải mới lớn nữa. Bây giờ mình bắt đầu trồng thôi, khi nào nó lớn rồi tính sau nha. Cũng không biết nữa đó, nhổ hết cái vùng này lên ha. Quá chừng đó này các bạn, giống củ cải trắng, củ bự nha. Lá táo này nó khúc quá, mình bỏ bớt đi nha. Thế này mình có cái rễ luôn các bạn.
các bạn. Tháng 6 vừa rồi thì mình ngồi mình trồng dâu tây, còn bây giờ mình ngồi mình trồng củ cải các bạn. Các bạn ơi, mùa đông thì mình thấy người ta trồng được củ cải trắng, cho nên mình năm này mình trồng thử xem nó có ra củ cải gì không ha. Đây, mình tranh thủ mình gieo sẵn đó, hồi nãy mình bấm cho các bạn xem rồi đó. Gieo sẵn củ cải, bây giờ cứ trồng xuống thôi. Mình trồng chắc chưa tới một gang tay một cây nha. Trồng cái rễ nó sâu sâu xuống một tí. Nè, cái rễ của nó nè, cái bữa cái rễ của nó sẽ ra củ bự lắm nha các bạn. Rồi cái độ ẩm nó cao, rồi nó ấm áp nữa, củ cải nó rất là bự. Hy vọng là vậy thôi, mình suy nghĩ thôi các bạn. Khi nào nó bự được thì mình mừng, còn không bự được thì mình buồn. Chưa trồng lần nào, lần đầu tiên mới trồng đây các bạn. Đủ một củ cải bự nó nở ra, sau hai củ nó chen nhau vô đây. Tại vì không có chỗ trồng nhiều, cho nên mình cứ lấy nước vo gạo hay là cỏ nè, rau rồi mình ủ ra, nó mục nó ra cái nước úng á. Cái nước đó mình tưới vào đây rất là tốt nha các bạn. Củ cải nó rất là bự. Tại vì mình trồng những củ khác á, mình củ dền rồi đó, mình cũng tưới mấy cái nước này, cho nên mình thấy nó rất là tốt, thì mình sẽ dùng cho củ cải trắng luôn. Củ cải này là giống củ cải của Hàn Quốc nha các bạn. Cái củ của nó nè, để mình thu gần. Đó, các bạn thấy chưa? Cái giống củ cải của nó nè. Mình mua bịch này ở chợ Xmart nha các bạn. Đó, thì mình gieo nó lên cây như thế này thì mình cứ trồng thôi. Khi nào nó ra củ thì mình nhổ. Khoảng hơn nửa gang tay một cây nha. Đó, các bạn thấy mình trồng không? Tại vì cái thùng này rất là nhiều chất dinh dưỡng đó, thì cây này, cái rễ này nó sẽ mau bự thành củ thôi. Mình trồng như vậy rồi mình còn tưới thêm nữa, tưới thêm mấy nước vo gạo rồi nước cỏ hay là rau mình ủ mục ra đó, mình ủ ra cái nước mình tưới vô đây, tốt lắm đó. Bạn thấy mình trồng không ha. Dần dần xuống chút xíu nha. Thùng về trồng được mấy cây không biết. Còn một mớ đây nữa nè các bạn. Nhiều lắm á. Trồng củ cải này xong mình làm kim chi ăn, hay mình muối chua ăn cũng được. Rồi mình xào nấu gì cũng ngon hết á. Trồng mà ra được cái củ bự mình nhổ mới sướng nè. Đó, xong ha. Tưới nước nha các bạn ơi, tưới phun phun sơ sơ thôi nha. Đó, thì khoảng 4 ngày mình tưới một lần, mùa đông 4-5 ngày mình tưới một lần, hoặc là khi nào mà thấy trời lạnh quá thì một tuần tưới lần nha các bạn. Đừng có tưới nhiều quá, cây này nó sẽ chịu không nổi ha. Đó, mình trồng thử thôi nha, xem tuyết rơi nó như thế nào, không biết có chịu nổi không. Đó, năm này thử được, trồng được cái sang năm mình sẽ trồng tiếp tục các bạn. Tại cái chậu này nó hơi khô á các bạn. Mình tưới nhiều nhiều chút xíu, tại bao lâu nay rồi mình không tưới cây cà chua đó. Rồi, như vậy thì trời nó còn ấm ấm thì 4 ngày mình tưới một lần ha. Bên này cũng vậy. Mùa đông á, trời lạnh á, không có nóng, mấy cái nước này nó giữ ẩm lâu lắm, nó không có thoát nước. Mùa nắng thì mỗi ngày mình tưới lần nhé. Mùa đông 4-5 ngày tưới lần ok. Đó, do cái thùng này nó khô nha, mình tưới nhiều nhiều chút xíu, chứ khi nào mà 5 ngày sau mình tưới lại thì mình sẽ tưới ít hơn. Rồi bây giờ thì mình cứ đi cắt cỏ nè, hay là rau quả dư thừa gì đó mình bỏ vô cái bịch ba ni lông mình cột lại, mình xịt vô trong đó tí nước nha các bạn, để cho nó hư nó úng ra, là mình lấy cái nước cỏ úng rau úng mình tưới vô trong củ cải này, củ cải nó sẽ bự cho mình ha. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình đã làm xong trồng củ cải trắng cho các bạn xem rồi. Mình trồng được 2 thùng rồi, sẽ tiếp tục trồng những thùng kế tiếp. Rồi bây giờ mới cà chua này sẽ cho thỏ ăn.
mình sẽ đi vô nhà nha. Mình sẽ cho mấy thỏ ăn hết nha. Từ nãy giờ ăn no rồi. Để dành thôi. Đó, tìm khôn chưa? Tìm trái chín ăn nè. Thích không? Thu dọn cà chua cho thỏ ăn đó. Năm nào thỏ cũng ăn cà chua không sao hết nha các bạn. Cà chua sống thỏ ăn không sao hết. Mình thì nghe nói cà chua sống ăn độc mà thỏ mấy năm rồi, 4-5 năm rồi ăn vẫn lớn. Ào ào, không có thấy bị bệnh hoạn gì hết. Vẫn khỏe mạnh ha. Chụp Lan nè. Chụp Lan ăn gì đó? Thôi mẹ, ăn gì đó hả? Thỏ bông ăn no quá buồn ngủ rồi hả thỏ bông? Quá thỏ bông ơi. Rồi, mình đã quay xong vườn rồi nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.